Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em mới về được hai món của lô hàng đấu giá, đó là một bộ rượu pha lê của Tiệp và cùng đó là một cái ấm trà Shomayaki xưa, đất đỏ và ngựa vàng, vẽ ngựa vàng đấy các bác. Và chiếc ấm này của em thì dung tích nhỏ, size tầm 250ml, rất là vừa vặn để cho các bác chơi hoặc là sử dụng để uống trà, rất là đẹp luôn. Và Shomayaki thì như các bác đã chơi gốm Nhật đã biết là Shomayaki là một cái dòng gốm đã bị sóng thần cuốn trôi cả làng sau một đợt sóng thần lịch sử Nhật Bản ạ. Đấy, và chiếc ấm này là một trong những cái sản phẩm còn sót lại được họ gìn giữ rất là cẩn thận luôn. Đây ạ, có màu xanh ngọc rất là đẹp nha các bác, với những cái lớp men dạn và những cái màu đất nâu của đất trộn lẫn tạo lên một cái điểm nhấn. Và cái bình này của em thì rất là xưa rồi, nói là họ rất là giữ gìn luôn, con ngựa vẽ vàng và phần đáy của nó đấy ạ. Đấy, rất đẹp luôn, cầm rất là đầm tay, cái men nổi cộm luôn này. Đấy, lại cầm rất là chắc tay luôn, nắp rất là khít luôn, sử dụng để pha trà là đẹp. Đấy, rất là vừa tay nhẹ, quay ngang như thế này. Đấy, và tiếp theo đó là một bộ pha lê của Tiệp. Đây, bộ này thì em có một chiếc bình rượu màu xanh nha các bác, màu xanh lá được vẽ vàng. Đây, vẽ phun kín hết xung quanh bình, các bác thấy màu xanh không ạ? Xanh rất là đẹp luôn. Đấy, thì từ trước đến giờ em về rất là nhiều bộ pha lê Tiệp rồi, nhưng bộ này đó là bộ pha lê màu xanh lá thì chưa bao giờ em về được. Đây là lần đầu tiên về được bộ màu xanh ạ. Và bữa trước là màu xanh coban và màu đỏ thì em đã về được rồi, nhưng mà hôm nay thì em về được mà bộ này màu xanh, xanh ve chai đấy ạ, xanh hơi ken đấy. Và tiếp theo đó là một set kèm theo đó là 6 chiếc ly chân cao như này, thì các bác có thể uống rượu chung hoặc là mình bày trưng bày nhá, vô cùng đẹp. Và tất cả những sản phẩm pha lê Tiệp này đều được làm thủ công nha các bác, họ vẽ thủ công ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, xuất sắc luôn, những cái nước vàng rất là dày, sờ cộm tay ạ. Đấy, rất là xuất sắc luôn. Và chiếc bình rượu này của em nếu mà tính cả nắp là sẽ rơi vào tầm 32 cent, còn không tính nắp thì là 26 cent nha các bác. Còn chiếc ly này thì em đo luôn, chiếc ly này kích thước miệng là 4, chiều cao của nó là tầm 8.5 cent, rất là vừa vặn, rất là xinh xắn luôn. Và bác nào thích thì inbox cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189. Em sẽ chụp hình chi tiết và cụ thể hơn để và báo giá cho các bác xem nhá. Giá rất là hợp lý thôi ạ, để các bác giao lưu và các bác chơi ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ em. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe. Tạm biệt các bác ạ.